Xin chào anh em, tôi là Sun Vertu đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh em những điều cần làm sau khi mà chúng ta đã sở hữu ô tô. Có nhiều anh em khi mà đã sở hữu ô tô rồi thì cảm thấy là cuộc sống nó cần thêm nâng cấp thêm điều gì đó. Và bản thân tôi cũng thế, khi mà tôi sở hữu ô tô rồi thì nhiều lúc mà mình vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ, mình vẫn muốn tôi có cái gì đó hơn. Bởi vì cuộc sống mà, cuộc sống ai cũng phải mong muốn mình được phát triển lên chứ. Có ai mong muốn là mình đi ngang hoặc là đi xuống đâu. Khi mà tôi sở hữu ô tô rồi thì tôi cũng muốn là có thêm một cái gì đó để cho cái cuộc sống của mình nó thú vị hơn, để mình có thể trải nghiệm được cái cuộc sống đẳng cấp bậc nhất ở trên thế giới. Và Vertu chính hãng lụa vỏ làm cái sản phẩm rất là phù hợp đối với những anh em đã sở hữu ô tô rồi, và những chiếc điện thoại này không hề thích hợp đối với những anh em vẫn còn đang đi xe máy, và nó chỉ thích hợp đối với những anh em mà đã sở hữu ô tô rồi, và nó đặc biệt thích hợp với những anh em đã sở hữu ô tô rồi mà có bạn bè dùng Vertu thì nó đặc biệt là thích hợp. Một chiếc điện thoại Vertu như thế này thì nó không chỉ đơn giản nó là một chiếc điện thoại chỉ nghe gọi thông thường, nó còn thể hiện được đẳng cấp của mình, và nó nâng cao cái cuộc sống của mình, nó cho mình trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp bậc nhất ở trên thế giới. Bởi vì dòng điện thoại Vertu này là dòng điện thoại Vertu cao cấp nhất ở trên thế giới. Vì thế nên là các anh em mà đã có ô tô rồi, đã có nhà đẹp rồi thì các anh thì đó là những cái đẳng cấp rất là tốt rồi, đó là những cái đẳng cấp ở trên thế giới. Người ta cũng chỉ cần có ô tô, có nhà đẹp hoặc có nhiều tiền tiêu không phải suy nghĩ đâu. Vì thế nên là các anh em muốn hưởng thụ cái cuộc sống ít nhất ấy, thì hãy sử dụng thêm một chiếc điện thoại Vertu chính hãng lụa vỏ như này. Nếu mà anh em nào quan tâm đến chiếc điện thoại Vertu chính hãng lụa vỏ như này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0965096886, hoặc kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại 0965096886, thì tôi sẽ luôn luôn online để hỗ trợ, để trả lời các câu hỏi của anh em. Sau khi mà anh em mà sử dụng Vertu này rồi thì đảm bảo các anh em là sẽ có một cuộc sống đẳng cấp và cực kỳ sung sướng. Khi mà chúng ta đã biết là cuộc đời của chúng ta nó cũng rất là ngắn ngủi, nó không được bao lâu cả. Ví dụ như ai mà sống dai thì chẳng hạn như 90 năm đi. Vì thế nên là cái độ tuổi của anh em tầm 30, 40, 50, 60 đấy là độ tuổi mà sung sức nhất. Và chúng ta hãy tranh thủ mà tận hưởng cái cuộc sống này. Vì thế nên là anh em hãy mạnh dạn đầu tư cho mình những chiếc điện thoại Vertu chính hãng lụa vỏ này để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Nếu mà anh em thấy video này có thông tin hữu ích thì hãy ấn like dưới này, hoặc để anh em có thể để cái video sắp tới của tôi sẽ có thể hiện lên trên điện thoại của anh em hoặc trên máy tính của anh em nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em.